Con điện tử Thái Bình Dương xin chào các anh chị. Hôm nay con điện tử Thái Bình Dương xin hướng dẫn các anh chị cài đặt và canh chỉnh con điện tử SkyWK của Xenever. Đầu tiên ta để cân thăng bằng trên bề mặt phẳng, điều chỉnh 4 chân đế sao cho giọt nước của cân nằm ngay chính giữa trung tâm. Sau đó ta chuẩn bị một lượng hàng hoặc quả cân có trọng lượng lớn hơn 1/3 tổng trọng lượng mà cân có thể chịu được. Ví dụ ở đây cân này 600g, mình sẽ chuẩn bằng 200g quả chuẩn. Tiếp theo ta sẽ nhấn giữ phím T và mở nguồn, lúc này cân sẽ hiện lên can. Nhấn T tiếp tục một lần nữa, cân bắt đầu nhận điểm 0. Sau khi cân nhận điểm 0 sẽ hiện lên trọng lượng mà ta sẽ chuẩn. Ở đây để thay đổi trọng lượng ta chuẩn, ta sử dụng phím Set và phím te, phím net để di chuyển số, phím 2 và phím lô để thay đổi giá trị của số. Đây ta sẽ nhập vào giá trị mà ta chuẩn là 200g, nhấn zero để xác nhận. Sau đó ta đặt lượng hàng hoặc quả cân lên cân, đợi cho cân ổn định, tiếp tục nhấn te cho cân nhận quả. Tiếp theo ta nhấn zero một lần nữa để xác nhận, hiện lên bát là kết thúc quá trình hiệu chuẩn cân. Cảm ơn quý anh chị đã xem video ạ.